Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Quang Jenny, và cái video ngày hôm nay sẽ chia được ra làm nhiều phần, và mỗi một phần mình sẽ nói về một mảng đầu tư ha. Và đây là cái video đầu tiên nói về vàng. Đây sẽ là một cái plan vàng cho cả năm hôm nay, cuối năm 2022 và 2023. Vậy là mọi người chú ý ha. Thì mình cũng đã chia sẻ một số lần đó là cái plan về vàng năm nay là cái thời điểm mà duy nhất theo như mình thấy là có khả năng sẽ lên, sẽ tăng. Còn lại các cái mảng khác thì không được khả quan cho lắm. Thế thì nhìn đầu tiên là nhìn tổng quan về vàng, phải nhìn cái khung nói chung khung tuần trước ha. Nó sẽ nhìn khung tuần trước. Ta thấy rằng là vàng nó vẫn đang ở trên một đà tăng. Đó, trên một đà tăng như thế này. Thì nó cũng đã vượt qua được cái đỉnh của những cái năm gì nhỉ, mười mấy năm trước rồi, 2011. Ừ. Thì 2022 vừa rồi chúng ta đã có hai lần chạm đỉnh ở khu vực mà 2.000 đô, 2.000 đô một ounce vàng. Ở đây chúng ta phân tích đầu tiên là dựa theo những cái dữ liệu của phân tích kỹ thuật. Đây là cái tài liệu mà được lấy cái giá vàng và cái volume giao dịch ở đây là được lấy ở trên cái sàn gì nhỉ? Đây, đây là cái sàn mà FCM đó. Thì nó một cái sàn của có trụ sở tại London và cũng đã thành lập được hơn 20 năm đó. London Anh. Đó, đây là một cái sàn nói chung là uy tín nhất thế giới và rất là nhiều những cái broker lớn người ta tham gia vào cái sàn này để được trade. Đây là cái dữ liệu của cái sàn này là khá là ổn, mình có thể dùng cái dữ liệu này để đánh giá, để có thể phân tích được tình hình của thị trường ha. Một số những cái dữ liệu của các cái sàn khác thì nó không được ổn định lắm. Đặc biệt là các cái sàn forex mà nhỏ hoặc là không có tên tuổi thì giá có thể là sẽ bị thay đổi. Thì tùy mọi người xem ở trên cái sàn nào. Thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là trong cái nhịp tăng từ 2015 đến bây giờ, đúng không ạ? Ta chỉ nhìn thấy một cái nhịp tăng nó khá là dài trên khung tuần là như vậy. Đó. Thì nó không tăng được mấy đâu à? Vàng nó không tăng được mấy, tăng x2, 97%. Nếu mà mua từ đỉnh bán đáy bán từ đỉnh rồi. Thế bây giờ thì nó cũng đã điều chỉnh xuống 21%. Ừ. Và mình vẫn dự phóng là nó sẽ còn tăng nữa. Ừ. Tăng lên đến khoảng sẽ nào, chúng ta sẽ zoom nhỏ nó xuống. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái Fibonacci mở rộng ha. Cho cả cái nhịp này thì xem là nó lên đến đâu. Mình cũng chưa thử được vẽ đâu. Đây. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là trên một cái xu hướng tuần thì Bitcoin nó à quên, vàng nó đã chạm lên đến vùng Fibo 0.618 là ở 2.000, hơn 2.000 đô. À, nó chạm lên đúng cái vùng này và nó điều chỉnh xuống. Ừ. Thế thì những cái vùng mà nó có thể mà đi lên tiếp nó là khoảng 2.700 đô. 2.700 đô một ounce vàng. Các vùng khác nó là 0.786. Và ở những cái thị trường mà nó lớn như thế này ấy, thì thứ nhất là nó đòi hỏi cái thời gian dài và rất là nhiều những cái người mà có cái trình độ phân tích kỹ thuật nó rất là đỉnh nó tham gia thị trường. Có thể là chỉ một vài cái chấm thôi. Ta đang nói đến vài nghìn giá nhưng mà họ chỉ cần một giá thôi. Ví dụ ở đây giá của vàng hiện tại là 1.794 chẳng hạn. Đó, thì người ta chỉ tranh nhau có một hai giá, thậm chí là chưa đến một giá, người ta đã có được rất là nhiều tiền. Vì vậy là đảm bảo là phân tích kỹ thuật phải rất là chuẩn ha. Thì mình đang nhìn thấy các cái mốc mà Fibo nó có thể lên được. Thì cái mốc mà cao nhất nó là khoảng 3.744 là cái mốc mà 1.618. Đây là cái mốc Fibo mà có khả năng có thể tới ha, có thể tới. Thế thì những cái mốc cao như vậy thì chúng ta chưa đến bàn tới, chưa đến bàn tới làm gì. Mục tiêu của mình thì trong cái năm nay là chỉ cần lợi nhuận khoảng 10 đến 20% thôi. Ừ. Nên là chỉ cần đến mốc Fibonacci 1 là đã 30% rồi. Đó. Nên cái mốc mà 0.786 tức là 22.353 thì mình cũng đã có thể là rút được một phần rồi. Ừ. Thế thì vào khi nào chúng ta lại phải vào cái khung khác ha. Bây giờ chúng ta nhìn tiếp vào khung ngày. Đó, khung ngày thì có thể nó đã tạo khu vực đáy ở đây rồi. Ừ. Cái thời điểm đó thì mình cũng đang không có bận, không có rảnh lắm. Thời điểm đó nếu mà rút được tiền ở Việt Nam chuyển sang bên này sớm thì là mình đã vào được khu vực này rồi. Và một phần. Ừ. Tại vì nó tạo ra một cái hình mô hình ba đáy ở đây. Ba đáy rất là đẹp ở đây. Đó, thì có thể đây là cái khu vực mà đã tạo ra đáy rồi mà rất là tiếc nó không có quay xuống sâu hơn. Cái vực mà mình nghĩ nó sẽ tới, nó rơi vào khoảng là 1.500 thì nó không tới. Ừ, nó xuống ở đây thì nó đã dừng rồi.
1.600. Ừ. Thế thì hiện tại nó đang gặp cái cản ở cái khu vực là 1.800 đô. Đó. Và vượt qua được 1.832 đô ấy, ừ, thì nó sẽ có một cái điều chỉnh ở khu vực này. Và nếu mà vượt qua khu vực này thì bắt đầu là mình nhìn mình mua. Đó, thì cái target ngắn hạn là tầm đỉnh cũ ha, 2076. Đó, nếu mà mua ngắn hạn. Ừ. Còn stop loss thì ở dưới 1790 cho các bạn nào mà trade các thứ. Thì thực ra là trade đây không phải là trade ngắn. Ừ. Nhưng mà vẫn cần phải có những cái stop loss cho nó an toàn. Tại vì vàng vẫn có thể đi xuống tiếp theo cái kế hoạch mà Fed họ đang đưa ra. Tức là Fed họ vẫn còn tiếp tục siết chặt dòng tiền. Là một phần. Phần thứ hai, tức là cái đồng đô la nó sẽ còn tăng giá lên. Khi mà đồng đô la tăng giá thì ít người người ta dùng tiền để người ta đi mua đô la lắm. Đô la tăng giá đồng nghĩa với việc là gửi lãi suất ngân hàng nó sẽ có lợi. Người ta sẽ đổi sang tiền mặt, đổi sang đô la. Hiện tại, thời điểm hiện tại là đô la đang bị giảm. Cái đồng đô nó đang có cái sức mạnh yếu đi. Ừ. Chúng ta có thể xem cái DXY thì chúng ta biết là nó đang yếu ha. Đây, nó tụt nhiều ngày nay rồi. Thế thì khi mà nó tụt như thế này thì hầu hết các loại tài sản đều tăng. Đều tăng lên một chút. Ừ. Mặc dù nó có yếu đến đâu đi nữa thì cũng tăng lên một chút. Nó đang gặp cái hỗ trợ cũ rồi. Khả năng cao nó chỉ đến đây thôi. Cùng lắm là xuống đến 102 là nó bật lên thôi. Ừ. Thế thì đô nó đi xuống như này. Nhưng mà không có nghĩa rằng là nó sẽ đi xuống mãi. Và nó không có nằm ở đây mãi. Và nó cũng chỉ là một cái nhịp điều chỉnh của đô thôi. Đô có thể nó còn tăng lên nữa. Ha. Rồi. Và nhìn thấy vàng thì khi mà đô nó tăng lên thì có thể vàng sẽ lại còn một cái nhịp giảm nữa và đây có thể chưa phải là đáy đó, thế cho nên là phải có stop loss và thậm chí là có thể đánh ngắn trong đoạn này, hoặc có cách thứ hai đó là mọi người mua luôn thời điểm hiện tại và mua 1/3 thôi, nếu mà vượt qua khoảng 1.830 mấy thì vào tiếp 1/2 à 1/3 nữa đó, tức là chia làm 3 phần và một lần ở bây giờ và ngay lập tức, và một phần nữa ở khi mà vượt qua được cái hội vượt qua cái kháng cự 1833 đó, và một tiếp một phần nữa khi mà nó tìm thêm cái đáy mới đó, để chúng ta mua trung bình giá ha. Thế còn có thể sẽ hold được dài hơn, dài hơi. Ừ. Bởi vì tại sao mà mình lại đang cho rằng là vàng có thể là sẽ tăng, tại vì là cái tình hình kinh tế, tình hình chính trị thế giới nó rất là rối ren. Hiện tại là thế giới chia làm rất là nhiều các cực. Trước đây thì chỉ có Mỹ và đồng minh đó, với là Liên Xô. Thế bây giờ thì lại có ông Trung Quốc nữa, ông rất là mạnh rồi. Quân sự của ông ấy làm cho cả thế giới này này phải phải khiếp sợ. Thế rồi thằng Nga rồi Ukraine lại còn đánh nhau loạn xạ lên. Đó. Sau đó là nó lại còn kết hợp với nhau, xong giờ lại kết hợp với ông Iran nữa. Ba thằng to như vậy đã bắt tay với nhau thì liên minh của Mỹ rồi là các thứ thì cũng cũng sợ ha. Mình cũng không có đi sâu quá vấn đề là chiến tranh hay không, nhưng mà kiểu gì khi mà cái thế giới nó đang hỗn loạn như thế này ấy, thì một lúc nào đó vàng nó cũng sẽ có cái chỗ đứng của nó. Ừ. Thực ra là vàng nó không có tăng nhiều đâu, chúng ta không thể hy vọng vàng tăng đến mấy lần, nhưng mà trong cái bối cảnh mà đô tăng này, đô thì hầu hết là giữ giá trong thời gian dài. Các cái đồng nội tệ của đất nước khác trừ những cái nước mạnh ra, ví dụ như Nhật này, hay là Úc các thứ, thì hầu hết các nước ví dụ như là Việt Nam, Hàn Quốc hay là một số các cái đồng nhỏ, Hàn Quốc thì không nhỏ lắm nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng đó, thì cái giá trị sẽ giảm đi, trong khi mà vàng mà tăng lên và đô thì giữ nguyên thì có nghĩa rằng là chúng ta đã có lời về cái tiền Việt hay là một cái tiền một cái quốc gia nào đó rồi đó. Thế thì đấy là một cái plan để có thể là tăng trưởng một chút, an toàn một chút. Vàng thì nếu mà chúng ta không có dùng đòn bẩy nhé, đây chúng ta không dùng đòn bẩy, và nếu mà dùng đòn bẩy thì chỉ dùng một phần nhỏ thôi, không để đến mức mà phải cháy hay là phải cắt lỗ hay là mất quá nhiều. Ừ. Cùng lắm là 20% thôi đó. Thì đấy là plan về vàng, hy vọng rằng là mọi người sẽ có một cái bổ sung đối với cái plan của mình. Ừ. Mình cũng rất là mong muốn có cái sự ủng hộ đóng góp của mọi người về cái kế hoạch của mình. Mình là một cái người trader mà tự do, làm việc một mình thôi, độc lập. Nên là có thêm những cái đóng góp của mọi người thì sẽ rất là quý giá ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video về Bitcoin.